Xin chào quý bà con. Thì bà con này thấy trên tay của mình đây là những cái bông sầu riêng đã bị rụng. Thì hôm nay trên công ty Tin Cậy xin nói về 4 nguyên nhân chính mà vườn chúng ta thường gặp phải khiến cho bông sầu riêng bị rụng. Về nguyên nhân đầu tiên chính là vấn đề dinh dưỡng. Đầu tiên đó là cái cây chúng ta nó ra bông nhưng mà nó không đủ dinh dưỡng, bộ lá nó ít thì sao, cái số lá nó không có đủ nuôi để số bông này. Rồi con biết rồi, dinh dưỡng từ lá thì nó sẽ truyền vào để nuôi bông, và khi lá ít và thiếu dinh dưỡng thì bông nó sẽ gây ra cạnh tranh dinh dưỡng với bộ lá ha, thì nó sẽ gây ra rụng bông. Mà con thấy nè, cái nguyên nhân thứ hai chính là nguyên nhân bị sốc nước. Trong điều kiện làm bông thường sẽ rơi vào những cái tháng cuối năm, tháng 10, 11, 12 hay có thể là 1, 2 gì đó. Trong những cái tháng này thì bà con biết là bước vào mùa khô rồi. Khi mình quá trình làm bông nó sẽ gặp những trường hợp là những cơn mưa trái mùa ha. Những cơn mưa trái mùa đó nó sẽ gây ảnh hưởng đến vườn của chúng ta như thế nào. Bà con biết rằng á, trong quá trình làm bông á thì chúng ta phải xiết nước cho cây sầu riêng. Mà chúng ta xiết nước như vậy á thì nó sẽ gây ra cây sầu riêng nó sẽ bị là khô hạn, đúng không? Gặp những cơn mưa trái mùa như vậy á thì nó sẽ gây nên là hiện tượng là sốc nước ha, phải có hay gọi là sốc nước đó. Thì khi sốc nước á thì cây sầu riêng nó sẽ như là bị stress, nó bị gì đó, nó sẽ thải cái, nó sẽ sinh ra một cái tầng rời, nó thầm rụng những số bông này đi. Biện pháp để khắc phục tình trạng này như thế nào thì bà con á vô nước cho cây từ từ khi cây ra mắt cua, tức là tiếp nước từ từ đó, khoảng là 20-25% với lượng nước tưới bình thường, cho đến khi bà con cảm thấy là cái cây sầu riêng nó đủ sức để nó hút cái nước như là bình thường mình hay tưới vào những thời gian khác. Thì như vậy tránh được cái hiện tượng là khi mưa xuống cây nó bị sốc nước ha, nó gây rụng bông hàng vàng. Và nguyên nhân thứ ba để nó gây ra rụng bông sầu riêng này á thường là do là sốc nhiệt ha. Sốc nhiệt tức là sao, và con biết là trong giai đoạn này á nhiệt độ ngày và đêm trên đợt rất là nhiều, ban ngày có thể lên tới 30 mấy độ ha, và ban đêm có thể rơi xuống khoảng chừng 10 mấy 20 độ thôi. Thì đây là một trong những nguyên nhân mà nó gây ra cây sầu riêng rụng bông rất nhiều. Thì bà con biện pháp nào để hạn chế tình trạng sốc nhiệt của cây sầu riêng này, bà con nên là giữ cỏ quanh tán, không phải là cỏ lên thân gốc nha bà con, cỏ quanh tán để giảm nhiệt độ chênh lệch giữa ngày và đêm đi. Và cái lúc tưới nước á, bà con chỉ nên tưới vào lúc sáng sớm hoặc là lúc chiều mát, tránh tưới vào lúc giữa trưa sẽ làm tăng cái sốc nhiệt cho cây sầu riêng đi. Và cái nguyên nhân rụng bông thứ tư á chính là do các loại nấm hại và sâu hại tấn công, thì gồm 4 loại chính, trong video trước mình đã đề cập rồi. Thì cái biện pháp ở đây vẫn là phòng ngừa là chính bằng các hoạt chất mà có thiên hướng là làm mát cho bông, mà không gây nóng cây, không gây stress cây, và có thể là bổ sung các chất điều hòa sinh trưởng như là G3 hoặc là Brassinolid để cho mà nó điều hòa, nó giảm tình trạng stress của cây xuống ha. Vừa rồi là các 4 nguyên nhân chính gây ra hiện tượng rụng bông ở sầu riêng. Hy vọng những thông tin đó sẽ giúp ích cho bà con trong việc canh tác sầu riêng trong mùa vụ sắp tới. Xin chào, hẹn gặp lại bà con.